chào các khán giả của chương trình Dừng Thời Trang. Có bao giờ các bạn phải lo lắng hay là băn khoăn và loay hoay tìm kiếm cho mình một phong cách ăn mặc hay không? Hãy cùng đến với chương trình Dừng Thời Trang của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn phần nào giải đáp những thắc mắc về thời trang đó. Và bây giờ tôi xin được tuyên bố Dừng Thời Trang đã mở cửa và sẽ chỉ hoạt động trong 30 phút. Thường lệ thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi tương tác với các khán giả truyền hình. Và câu hỏi của ngày hôm nay tôi nghĩ là một câu hỏi khá là thú vị. Nếu như bạn là con gái và được bố mẹ định hướng theo phong cách ăn mặc nam tính thì bạn sẽ làm gì? Phương án A là nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Và phương án B đó chính là nỗ lực tìm kiếm phong cách cho chính mình. Hãy nhanh chóng lên trên fanpage và tương tác cùng chúng tôi để trở thành một phần của chương trình Dừng Thời Trang. Và với chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là một chương trình khá đặc biệt, một câu hỏi tương tác đặc biệt, nên là chúng tôi cũng sẽ trước tiên chỉ giới thiệu đến các giám đốc sáng tạo mà thôi. Xin được giới thiệu biên tập viên thời trang Tôn Hiểu Anh, chuyên gia đào tạo catwalk Trương Tùng Lan và chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt. Như tôi có nói thì vì hôm nay là một chương trình đặc biệt nên là tôi sẽ không trò chuyện thêm với các giám đốc sáng tạo nữa mà sẽ giúp cho khán giả hiểu hơn về Dừng Thời Trang của chúng tôi ngày hôm nay bằng cách giới thiệu ngay tới nhân vật. Xin mời bạn. Chào Ngọc Anh, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Tiếp theo là xin chào giám đốc các giám đốc sáng tạo và xin chào chị Tú Anh. Em là Ngọc Anh và là sinh viên năm 3 của Đại học Y Hà Nội ạ. Tôi rất là muốn hỏi là chúng tôi có được biết đến bạn và được mời bạn đến với Dừng Thời Trang bởi vì bạn có một câu chuyện rất là đặc biệt của riêng mình và có thể chia sẻ câu chuyện đó với khán giả được không? Em là con thứ 3 trong một gia đình có 3 con gái ạ. Thế nên là từ bé bố em kiểu đã rất mong kỳ vọng em là con trai. Thế nên là kiểu cho kiểu chơi thể thao rồi mọi thứ kiểu ăn mặc cũng giống con trai ạ. Thế nên là từ bé giờ em chưa bao giờ mặc váy. Hầu như em chưa bao giờ mặc váy. Thế nên là cho đến cái ngày mà hồi cấp 3 thì em có thích một bạn con trai ạ. Thì em bị từ chối tại vì bạn ấy kêu em là kiểu về nhà quê mà vừa giống con đàn ông quá. Thế nên là từ lúc đấy thì em rất là tủi thân. Em thì lúc lên đại học thì em cũng cố gắng để thay đổi á, nhưng mà thật sự là kiểu tại vì vai em quá vuông ấy, như kiểu con trai, thế nên là kiểu em không thể tìm được một cái trang phục nào nó đủ nữ tính và đủ mềm mại với mình, nên là khó nghĩ. Bây giờ bạn còn ở với bố mẹ hay không? Không ạ. Tức là bây giờ bạn hoàn toàn có thể độc lập và tự tìm kiếm phong cách cho mình rồi đúng không? Tức là bố mẹ có còn ngăn cấm hay là còn muốn hướng bạn theo phong cách nam tính nữa không? Không ạ, giờ thì em có thể tự do theo phong cách của mình ạ. Nhưng bạn vẫn chưa tìm được một phong cách nào của mình. Vâng. Các giám đốc sáng tạo ạ. Đầu tiên tôi thấy vui mừng bởi vì bạn đã tìm được ra giải pháp rất là tốt để không bị tránh ra được khỏi sự kiểm soát của bố mẹ mà cũng phải đợi chờ rất là nhiều năm. Tại sao bạn nhận được ra là chính mình là thật ra mình, nghĩa là nhận ra chính mình là mình hợp với những phong cách nữ tính hơn? Mà tại sao bạn, nghĩa là từ bé bạn đã bị áp đặt là theo phong cách rất là nam tính rồi đúng không? Thường là nhiều người lúc lớn lên họ sẽ không nhận ra được mình. Thì mà có chuyện trường hợp gì hay là chỉ vì nhờ tình yêu đấy mà bạn nhận được ra mình? Một phần là nhờ tình yêu đấy ạ. Còn một phần thì do là đến lúc lên đại học ấy ạ, thì các bạn gái thì các bạn mặc váy không, và những cái buổi như kiểu prom hay là các bạn ấy mặc váy rất là kiểu dịu dàng, trông rất là xinh đẹp ấy ạ. Nhưng mà em thì lại không tìm được một cái nào phù hợp, đâm ra là nhìn trông kiểu cảm giác mình kiểu lu mờ so với các bạn ấy ạ. Thế nên là cảm giác là muốn mình có một phong cách đứng nữ tính như các bạn ấy ạ. Có lẽ là chị nghĩ bởi vì nhược điểm cơ thể của em là con gái mà vai mình lại là ngang ấy, nên khi mà em thử mặc váy hay là thử mặc những đồ nó nữ tính một chút thì em chưa tìm được những đồ nó phù hợp với cơ thể của mình mà thôi. Tại sao là con gái, cái thiên chức của con gái là lại để làm đẹp mà em không làm đẹp? Thật ra thì hay là em không được làm đẹp? Từ bé thì nghĩa là bố em hướng em chơi thể thao ấy ạ. Nghĩa là kiểu em cũng thích chơi thể thao. Thế nên là cái ban đầu thì em cứ suy nghĩ là kiểu làm sao mặc để cho thoải mái nhất, để mình có thể thả cái niềm đam mê của mình ạ. Không, ở đây anh không nói đến cách mặc, anh nói đến cách em chăm sóc đầu tóc và mặt mũi. Chăm sóc da. Chăm sóc da, về trang điểm này, về tóc của em này. Sao em không là con gái, em bảo là bố em thích thế, sao em không, một là em cắt
ngắn hẳn lên để nhìn cho nó cá tính. Mà trông nó vẫn xinh đây, như chị Lan cũng ngắn hẳn lên, cũng vẫn xinh, vẫn giữ được nét nữ tính. Còn cá tính như chị Tú Anh thì đấy, có thể là ngắn hơn một tí và làm cho nó xốp cái phần tóc của mình lên thì trông khuôn mặt của mình nó hợp lý hơn. Cái đấy là những cái căn bản mà người con gái cần biết là mặt mình hợp với cả cái gì hay như thế nào nhất. Tại vì là gương mặt của em, mái tóc của em chăm sóc hàng ngày thì em phải biết được rõ nhất nó sẽ như thế nào và tình trạng của nó đang ra sao. Tôi nối theo lại ý để cho em dễ hiểu hơn. Lúc trước tôi hỏi em là làm cách nào bạn phát hiện ra để bạn thay đổi. Đấy là một quá trình cực kỳ khổng lồ rồi. Ý của Cao Tuấn Đạt là bây giờ bạn phát hiện ra rồi, bạn phải làm nó tốt. Nghĩa là bạn phải quan tâm đến thời trang, bạn phải quan tâm đến ăn mặc, bạn phải quan tâm đến chăm sóc bản thân mình hơn thì mình mới đạt được cái kết quả mình mong muốn. Bạn hiểu ý tôi chưa? Còn tôi giải thích thêm cho bạn một điều nữa, đấy là người phụ nữ khi mà muốn quyền lực thì họ rất mong ước đặt điểm nhấn vào đôi vai. Một người phụ nữ có đôi vai ngang là một người phụ nữ quyền lực. Hãy nhớ như vậy, nó không phải điểm không đẹp. Nên kể cả người mẫu ở nước ngoài ấy, người ta tuyển rất là tuyển nhiều người mẫu vai ngang, bạn hiểu không? Bởi vì họ mặc vest rất là đẹp. Mà khi mà họ mặc đầm thì khi mà họ mặc những cái áo mà nó thu vai giống của chị Lan chẳng hạn thì nó sẽ lộ nhược điểm đó. Thì mình chỉ cần tránh những thứ mặc để thu vai hoặc là lộ vai của mình ra thôi. Đấy rất là dễ, hoặc là bạn tránh mặc trần vai, thậm chí bạn mặc váy có tay, đúng không? Mà tránh những cái tay bồng hoặc là bạn mặc váy những cái váy đơn giản minimalism thì nó bạn, hoàn toàn vẫn hợp với bạn mà. Bạn có thể biến nhược điểm thành ưu điểm của bạn. Ví dụ bây giờ trên trang mạng rất là hay dạy đánh những make up vào những cái phần này. Thì bạn có thể là tập trung sáng ở những cái phần này để cho cái da của bạn chỗ đấy nó bóng lên thì mọi người sẽ tập trung đấy hơn và không để ý đến hai bên cầu vai nữa, cũng là một cách lừa thị giác rất tốt. Và cái thứ hai là tôi muốn bạn cũng phải sửa cái cách đứng của bạn ấy. Tại sao bạn đứng cái vai bạn đã to, bạn đứng bạn cứ phải khom vào làm gì cho nó mệt ra. Mà khom này lâu ngày là hỏng xương sống. Cái nữa là lúc nãy anh Đạt đã tư vấn là khi mà mình để tóc ngắn ấy cũng là một cách để mọi người không để ý đến vai của mình. Vì lúc đấy là bạn đã có một gương mặt xinh rồi, mái tóc nhỏ nhắn đáng yêu rồi thì mọi người sẽ chú ý vào gương mặt bạn hơn là nhược điểm của cơ thể như thế này. Trở về với bạn và bạn mặc như thế nào thì đẹp, rồi bạn mặc phong cách nào thì hợp thì tôi trả lời luôn cho bạn là bạn mặc bất cứ thứ gì cũng đẹp. Bởi vì thể hình bạn rất là tốt, chiều cao tốt này, cân đối này. Bạn tin không, gương mặt bạn rất là xinh. Và nên bạn mặc bất cứ thời trang gì. Chỉ cần điều quan trọng là bạn phải tự tin với nó. Bạn đừng nghĩ rằng là vai to, đừng nghĩ đến ổ vai tôi to, tôi bị nam tính, quên hết nó đi. Mặc bất cứ thứ gì mình cũng thấy tự tin thì tôi nghĩ bạn luôn đẹp trong mắt người khác. Vì bạn rất là người, mà bạn là người có một lợi điểm ở trời sinh là cực kỳ dễ mặc quần áo. Cả lợi điểm ở đây nữa là cái gương mặt của bạn, bạn biết là điểm bắt mắt nhất mà tôi từ nãy nhìn vào là cái gì không? Là miệng của bạn cười rất đẹp, răng bạn rất đều trắng, cười rất là đẹp. Tôi nghĩ là trong chương trình thì ngày hôm nay bọn tôi sẽ cố gắng đưa cho bạn nhiều sự lựa chọn để cho bạn khi mà bạn trải nghiệm và với nhiều phong cách khác nhau thì bạn về bạn sẽ có nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình. Và tôi tin rằng là kết quả của bạn, bạn sẽ trở thành người hoàn thiện trong việc tìm ra cho mình phong cách ăn mặc như thế nào. Tôi nghĩ rằng là riêng việc Ngọc Anh đến với Sưởng Thời Trang tìm đến với chúng ta là bạn ấy cũng đang một bước nào đó nỗ lực để thay đổi phong cách của bạn ấy rồi. Và giống như những gì giám đốc sáng tạo nói thì bạn phù hợp với mọi phong cách. Vậy thì vì sao mà bạn không cùng chúng tôi thử nghiệm với phong cách đầu tiên với gợi ý trang phục cho ban ngày dành cho bạn nhé. Xin mời. Em xin kính chào ba anh chị giám đốc sáng tạo, chào chị Tú Anh, chào bạn Ngọc Anh. Đến với chương trình hôm nay thì em mang đến cho bạn Ngọc Anh một cái xu hướng nó chung của tất cả các xu hướng là Black and White. Đây là một xu hướng không gây sự nhàm chán, nhưng kết hợp với những cái icon hot của năm nay thì như mini skirt hoặc là những chiếc áo dáng dài với chất liệu ren là xuyên thấu thì bạn có thể mix nó một cách rất là nữ tính. Khi đọc profile của bạn Ngọc Anh thì em biết là từ nhỏ đến giờ bạn bị bố mẹ áp đặt một cái xu hướng là nam tính. Thì đến với Sưởng Thời Trang hôm nay thì em mang lại cho bạn một set đồ hoàn toàn mới mẻ, rất là nữ tính, với những chiếc váy ngắn để lộ được cái những ưu điểm của một người con gái là đôi chân dài, và những chiếc top dáng dài, cách điệu phù hợp với cái hot trend năm nay thì để bạn có thể tự tin hơn khi bước ra ngoài. Mix thêm với set đồ Black and White lần này thì em có đi kèm với những cái phụ kiện to bản, chiếc túi sách to bản lấy cùng với màu đôi giày hoặc là những cái phụ kiện đơn giản như là vòng cổ năm nay thì nó trend là vòng cổ hình nhẫn đan xen với nhau, đi kèm với một chiếc kính để bạn có thể khi ra ngoài vào ban ngày. Một lần anh Đạt đã nhắc em là khi mặc đồ trắng đen thì sẽ phải nhấn vào đôi môi đỏ là chính. Chính vì thế hôm nay thì em sẽ chọn cho bạn tông make up là tông nude và
chỉ nhấn vào đôi môi là đôi môi đỏ đậm. Còn về phần tóc thì tóc của bạn là tóc dài sẵn rồi nên em sẽ hướng cho bạn đấy là tóc xoăn lọn, đánh rối sang một bên để lọn lọn một bên thôi ạ. Anh Đạt nhắc bạn là bạn làm trang phục ban ngày hay trang phục buổi tối? Hôm đấy là trang phục buổi tối, bạn cho một cái chân váy trắng và một cái áo sơ mi áo ở trên. Hôm đấy là quay quay buổi tối ạ. Còn bây giờ bạn đang làm buổi tối ban ngày? Em làm ban ngày ạ. Bạn có nhìn thấy cái váy kia gọi là váy gì? Váy dạ hội. Dạ hội người ta mặc bao giờ? Mặc vào các buổi tiệc buổi tối. Bạn luôn gặp phải một vấn đề mà nhắc rất là nhiều lần, là mỗi lần làm xong mình phải cân nhắc lại xem là nó hợp lý hay chưa. Không phải là bạn làm không tốt, nhưng mà cái chính là nó không hợp lý. Là khi nào thì mặc ban ngày, khi nào mà mặc buổi tối, mặc ban ngày người ta cần như thế nào, mặc buổi tối người ta cần như thế nào. Luôn luôn mình phải tìm nghĩ ngay đến là hoàn cảnh sử dụng, đúng không? Không phải là làm stylist là lúc nào cũng đưa ra những thứ mốt nhất, đẹp nhất. Không phải. Mà cái quan trọng là đưa những thứ phù hợp nhất, đúng không? Với bạn nhân vật này thì quá dễ rồi, bạn mặc gì cũng rất là đẹp. Kể cả mặc bộ này, mặc bộ nào, kể cả mặc bộ bạn đang mặc đến cũng đã đẹp rồi. Đấy, nghĩa là nam luôn luôn bị đi vào cái lối mòn là đưa những thứ thời trang mà em lại không tính toán là cái này nó có phù hợp với cuộc sống không. Đối với tôi thì vừa nãy bạn có nói, tôi đã nói là white on white là môi đỏ, còn đây bạn đưa cho một set black and white. Thì cái bạn đã đưa một cái sắc tố đen vào trong này rồi thì những cái màu bạn sử dụng trên mặt có thể là dùng nhạt đi. Ví dụ như những cái màu mà bạn đã thích trendy như thế thì tại sao bạn không cho trendy cho tới là màu môi màu nâu nút đi, đúng không? Thì những cái ánh xám, những cái ánh chết đấy thì nó sẽ rất hợp, những cái màu chết nó đi với nhau, nó sẽ tôn nhau lên, thay vì bạn dùng một màu môi đỏ vào đây. Bạn tưởng tượng xem một ngày, ban ngày mà ra đường gặp một cô gái môi đỏ thì đầu tiên là cô gái đấy là người quyến rũ, đúng chưa? Sau đó cô gái đấy là những người nhiều tuổi hơn là những người ít tuổi. Bởi vì là khi mà sử dụng son đỏ là vũ khí, chúng ta đang ở trong trường quay và không gian là buổi tối, đúng không? Ví dụ bây giờ mà ngồi quán cà phê mà chị Lan đánh son đỏ thì trông chị có bị cực kỳ trội không? Mà ánh sáng chan hòa ra, em thử tưởng tượng mà xem. Đấy là mình phải suy nghĩ luôn, ánh sáng chan hòa ra một người đánh son đỏ ngồi giữa cái chỗ đấy thì trông họ như nào, đúng không? Một bạn trẻ như này đánh một son đỏ xong rồi mặc bộ quần áo rườm rà như kia ra đường thì có thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác không? Mà... em có biến bạn thành một fashionista không? Em hiểu cái vấn đề ở đây không? Với cả ở đây là theo anh nghĩ người ta chưa bao giờ người ta chạm đến ý, thì em sẽ cho dùng từ nhẹ cho đến nặng. Đấy, em dùng ngay đầu tiên cho người ta bị nặng quá. Bạn đã bao giờ bạn mặc váy đâu mà em cho mặc cái váy nó hơi quá cao như thế? Và tôi nghĩ vấn đề bây giờ giải pháp cho bạn cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần bỏ kéo khoác nhẹ ngoài mặc cả tây trắng và bộ này trong là hoàn hảo. Cảm ơn những ý kiến vừa rồi của các giám đốc sáng tạo. Và tôi nghĩ đây sẽ là lúc để nhân vật của chúng ta, bạn Ngọc Anh, bạn sẽ thử với gợi ý trang phục này nhé. Xin mời. Đỗ Trần Nam đã mang đến một lựa chọn phong cách ăn mặc cho ban ngày đối với nhân vật của chúng ta, bạn Ngọc Anh. Và các khán giả của Sừng Thời Trang, các bạn có thể lên trên fanpage của chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn như thế nào về bộ trang phục này nhé. Còn các giám đốc sáng tạo thì sao ạ? Thực sự là không thể nhận ra nổi bạn bây giờ và bạn lúc mới đến chương trình nữa. Tại vì bản thân Lan thấy bạn đã rất khác khi mà bạn đã bỏ kính ra rồi bạn trang điểm theo phong cách như thế này. Và đặc biệt hơn là bộ đồ này khiến cho bạn vừa giữ được sự năng động mà lại vẫn rất là nữ tính. Chiếc váy mà đã có xếp ly ở phía dưới này cũng đã đủ để làm bạn nổi bật rồi. Một bộ đồ mặc cho ban ngày theo tôi như này cũng vừa đủ và thậm chí cũng rất là ấn tượng rồi. Tôi bây giờ tự dưng tôi thấy vui bởi vì cái hành trình của bạn càng ngày thì bạn càng chạm đến cái thứ bạn mong muốn thôi. Còn tôi thì ngay từ ban đầu tôi đã khen là bạn có một nét đẹp tự nhiên rất là đẹp. Thì ekip của tôi đã làm cho bạn ấy giữ tất cả lại những cái nét gì tự nhiên ở trên khuôn mặt. Chỉ là một lớp nền mỏng với cả một tí màu son, màu má, màu mắt để cho nó lấy lại cái ánh sắc ở trên da thôi. Hoàn toàn là không làm gì hết. Và đây là mặt thật của bạn ấy. Chắc hẳn là bạn sẽ không nhận ra rằng là bạn cười rất là xinh.
có lẽ là bạn ấy chưa tự tin. Và khi mà bạn chỉ có cười xinh khi mà bạn tự tin rồi thôi. Và tôi nghĩ là Đỗ Trần Nam sau khi lắng nghe và sửa đổi thì đã mang được lại một bộ trang phục rất là ổn. Bỏ chiếc áo đen ở ngoài đi đúng không ạ? Và bây giờ bạn sẽ quay sang phía tay phải của mình để nhìn hình ảnh này ở trên màn hình của chúng tôi. Xin mời. Wow, trông có giống một fashionista không ạ? Hãy quay trở lại đây và chia sẻ ạ. Trông lạ. À, lạ hả? Lạ như thế nào? À, chưa thấy mặc một bộ mix theo kiểu YNY như thế. Thôi, nói chung là trông nó nữ tính khác với bình thường á. Với cả là em nhìn cái kính nó hơi bị to. Kính hơi bị to hả? Chúng tôi thấy khi mà chụp lên hình thì trông cũng đẹp đấy chứ. Thường ý, thì con gái mà nhất là giới celebrity thì thích kính phải to hơn mặt. Tôi nghĩ là nó một cái phụ kiện rất là thời trang. Bạn không thích bạn có thể bỏ nó ra, không sao. Và khi mà bạn mặc bộ váy như thế này, bạn cảm giác như thế nào? Em cảm thấy vẫn thoải mái mà cảm thấy nó có sự mềm mại hơn, đúng như điều mà em muốn ạ. Bạn còn lo lắng về đôi vai to của mình nữa không? Không ạ, nhìn cái này không rõ ạ. Tôi có thể nhìn thấy sự mãn nguyện ở trên khuôn mặt của bạn rồi. Nhưng anh Hiếu Anh nói rằng là đây là một sự thay đổi của bạn, một bước tiến nữa ở trong chương trình sửa thời trang. Nhưng còn rất nhiều những nấc thang nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp theo đây. Và bây giờ sẽ là một gợi ý trang phục cho buổi tối để xem bạn Ngọc Anh có thích nó hay không nhé. Hôm nay Linh mang đến cho bạn Ngọc Anh một bộ trang phục theo style minimalism. Thì bình thường mọi người hay biết đến cái style này là hai màu đen trắng ấy. Nhưng mà hôm nay mình sử dụng những cái màu khá là hot trong năm 2016, là những cái màu mà thiên về cái tông đất. Thì về phần make up thì mình chọn cho bạn cái màu son đỏ, thì nó cũng hợp với cả cái màu áo này, cả nhìn nó cũng khá là nữ tính. Mình chọn cho bạn cái tông son là màu son đỏ, nó khá là hợp với cả cái áo đỏ này. Thì nhìn nó cũng rất là nữ tính và mình nghĩ là nó sẽ hợp với cả khuôn mặt của bạn. Màu mắt thì mình chỉ nhấn vào cái mắt bạn cái tông rất là trầm, nó tiệp với cả những cái phụ kiện như là túi với giày mình mang cho bạn ở đây. Thì mình nghĩ là bạn sẽ hợp với cả bộ trang phục này. Tôi chưa bao giờ nghe thấy kiểu màu mắt là phải tiệp với cả tông của accessory cả. Thấy là bộ đồ này có thể rất là hợp với lại xu hướng. Tuy nhiên là An hơi phân vân bởi vì An cảm thấy bạn ấy còn hơi trẻ để sử dụng những cái đồ mà nó mang màu đất ấy. Thì sợ hơi phân vân là bạn ấy có hợp hay không. Và một cái nữa là bởi vì bạn ấy đang muốn làm quen dần với phong cách nữ tính. Trước giờ bạn vẫn đi giày thể thao nhiều hơn, thế nên là vẫn muốn rằng là bạn ấy có thể làm quen với một đôi giày cao gót từ 3 đến 5 phân để bạn ấy có thể thay đổi dần cái cách đi lại hoặc là cách giữ trọng tâm cơ thể. Còn tôi thì tôi nhìn nhận đây là một cách làm cũng là thông minh dành cho những người mà bắt đầu chuyển phong cách từ rất là nam tính khỏe mạnh để sang dần nữ tính, thì không một phát có thể đẩy người ta sang một bộ đồ cực kỳ nữ tính được. Và tôi nghĩ là đây là một cái giải pháp rất là an toàn. Nhưng mà tôi chỉ hơi băn khoăn là nếu mà bạn đang làm nó hơi có tí gì nó gọi là boho, nó có tí gì hoang dại trong đó, thì tôi nghĩ cái kiểu tóc và cái cách trang điểm thì nó phải match được với cả cái cách mặc đồ nó hơi gọi là hoang dã như vậy. Thì tôi nghĩ là chỉ cần cân nhắc nhỏ một chút thôi thì có thể hoàn chỉnh hơn. Và tôi nghĩ là bạn với bộ đồ này thì bạn mặc cũng có rất là đẹp và bạn vẫn ra được thần. Mà chỉ tiếc rằng là bạn không mang theo fedora thôi, đúng không? Cảm ơn những ý kiến vừa rồi của các giám đốc sáng tạo. Một vài sự thay đổi cho bộ trang phục này, không biết là Linh Phạm có muốn thay đổi gì hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm nữa và khá là mới mẻ thú vị đối với Ngọc Anh. Xin mời bạn. Phong cách ăn mặc, một gợi ý trang phục cho bạn Ngọc Anh có thể mặc vào buổi tối khi đi chơi cùng với bạn bè do Linh Phạm mang đến. Các khán giả của Sửng Thời Trang, các bạn có thể lên trên fanpage của chúng tôi đưa ra những ý kiến comment của các bạn nhé. Còn các giám đốc sáng tạo thì sao ạ? Các anh các chị có cảm thấy hài lòng với bộ trang phục này không? Trông giống một cô gái Hàn Quốc nhưng mà hơi quá tuổi so với tuổi 21 của bạn. Màu hơi quá tuổi thôi, còn tôi thích bộ trang phục này. Cũng có một lời khuyên dành cho các bạn gái quá trẻ thì cái màu đỏ mà hơi bầm này nó nhiều khi nó sẽ khá phản tác dụng, bởi vì
Nó sẽ mang lại một cái sự nó chững chạc và quyến rũ. Và nhiều khi các bạn tuổi 20, 21 dùng thì nó chưa đem lại hiệu quả cao. Tôi nghĩ vậy. Đấy, có thể là một cái bài học cho cả tôi lẫn Linh Phạm. Nhưng tôi lại nghĩ rằng là ở lứa tuổi này thì các bạn ấy còn trẻ và có thể thử sức và thỏa sức thử với tất cả các loại màu chứ. Nhiều bạn thì sợ già thì đây cũng là lời khuyên chung, bởi vì ở trên fanpage của tôi thường xuyên các bạn khán giả thì comment là già quá và bọn tôi rất là đau lòng với từ này. Vậy thì không biết là với bộ trang phục này thì họ có đưa ra những lời bình luận như vậy hay không. Nhưng còn hai giám đốc sáng tạo còn lại, tôi thấy là bộ trang phục này làm nổi lên đôi chân dài và trắng của bạn ấy. Không, ngay từ đầu tôi đã là tôi thích bộ trang phục này rồi, nhưng mà cái màu sắc em ấy mặc là tôi chưa thích thôi. Về form dáng thì tất cả bọn tôi đều thích. Và bạn mặc váy thì nói thật, nó là một kiệt tác. Và bây giờ thì Ngọc Anh thân mến, hãy quay sang phía bên tay trái của bạn, nhìn lên trên màn hình để xem bạn trông như thế nào ở trong bộ trang phục này nhé. Xin mời. Nào, bạn nhìn rõ rồi đúng không? Hãy quay lại đây với chúng tôi nào. Bây giờ bạn thấy mình ở trong bộ trang phục này như thế nào? Áo đỏ này nó khá nổi bật. Có bao giờ bạn mặc một chiếc áo màu đỏ như thế này chưa? Áo đỏ thì có, nhưng mà nghĩa trong kiểu trang phục kiểu dấu quần, kiểu gần như kiểu dấu quần này thì chưa. Chưa đúng không? Nhưng bạn có thấy bị già hay không? Em thấy nó hơi chững chạc một chút. Chững chạc, nhưng có đẹp không? Em khá thích ạ. Em thấy nó khá đẹp và nó kiểu không lộ có khuyết điểm, mà nó chỉ tôn lên những cái ưu thế mà mình có. Và đây lại là một chiếc váy thứ hai mà các stylist sẽ mang đến cho bạn ở trong chương trình. Và sau khi mà mặc hai chiếc váy rồi thì bạn muốn cái phong cách thứ ba của bạn có còn là một chiếc váy nữa hay không? Thật ra là một chiếc váy nữa thì cũng được, tại vì chủ yếu em muốn hướng đến là sự mềm mại và nữ tính á. Mềm mại và nữ tính không nhất thiết nào cũng phải là váy. Nhưng tôi cũng chưa biết được, tôi cũng rất là tò mò. Các giám đốc sáng tạo, các anh các chị có mang đến một chiếc váy nữa hay là một chiếc quần cho Ngọc Anh ạ? Lúc đầu tiên thì trước khi nhìn thấy bộ trang phục này thì chúng tôi cũng đang dự kiến là làm cho bạn một bộ đồ nó gypsy, nó cũng mang hình hài tương tự như này. Cái túi của bạn đang cầm chính là túi bọn tôi đầu tiên đang chuẩn bị. Và sau khi tiếp xúc với bạn thì chúng tôi mới quyết định là chơi một cái gọi là liều thuốc nó khá nặng với một cái áo nó cực kỳ nữ tính, mà nó còn làm lộ cả nhược điểm của bạn là vai to, mà lộ cách toàn diện bởi vì nó sẽ là trần vai. Và nó nói chung là nếu mà bạn đủ tự tin thì bạn mặc nó sẽ rất là đẹp. Và tôi sẽ để cho bạn nhìn thấy một điều là vai to hoàn toàn là có thể là đẹp, nhưng mà nó phải đi cùng một thứ gì là điều quan trọng hơn. Nghĩa là bọn tôi chọn một cái quần short để cho bạn nó kéo lại cái sự vừa nữ tính mà vừa có sự khỏe mạnh trong đó, vẫn có sự năng động mà nó không bị được gọi là từ nó quá bánh bèo. Nói chung là đây là cái áo mà bọn tôi muốn có một nhân vật để thử nhất trong ngày hôm nay trong sự kiện khác. Tôi đã ép cả từ Trương Tùng Lan mặc cho đến Trục Tú Anh mặc và không ai đều mặc được. Tôi cũng nghĩ rằng là đây là một sự kết hợp giữa phong cách nữ tính nhưng cũng sẽ có sự mạnh mẽ, mà tôi nghĩ rằng là bố mẹ bạn cũng sẽ cảm thấy rất là thích khi mà bạn mặc bộ trang phục này đấy. Nên là bây giờ bạn hãy bước vào cánh cửa của sự biến đổi và thay bộ trang phục này. Xin mời. Bạn Ngọc Anh do chính các giám đốc sáng tạo mang tới với Sưởng Thời Trang. Và các khán giả của Sưởng Thời Trang thì các bạn có ý kiến gì? Hãy lên fanpage của chúng tôi đưa ra những ý kiến của các bạn, vì chúng tôi rất muốn lắng nghe xem theo các bạn thì bộ trang phục này có đẹp không, có nữ tính không, hay là vẫn chững chạc. Bây giờ thì tôi sẽ không để Ngọc Anh đợi lâu nữa, sẽ có chiếc gương sự thật và bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh bạn ở trong gương nhé. Xin mời. Đếm ngược để bạn quay lại nhìn hình ảnh này của mình nhé. 3, 2, 1, xin mời. Bạn nhìn rõ chưa ạ? Nhìn rõ mình ở trong gương rồi đúng không? Hãy quay lại đây cùng trò chuyện với tôi và các giám đốc sáng tạo nào. Ngọc Anh, tôi thấy là bạn đang rất là thoải mái ở trên sân khấu của Sưởng Thời Trang rồi. Bạn cảm thấy như thế nào sau khi nhìn thấy hình ảnh của mình? Cảm thấy khác, quá khác so với những gì mà em nhìn thấy về em trước kia. Nó nữ tính và nói chung là em còn chưa bao giờ nghĩ em sẽ mặc một chiếc áo gọi là bánh bèo như thế này. Nhưng mà em còn không nghĩ em hợp, nhưng mà sau khi mặc bộ này thì em đã suy nghĩ lại. Và bạn có còn lo ngại về vai của bạn hay là về chân hay là về bất cứ thứ gì không? Em không còn nữa.
không còn gì cả đúng không? Tôi sẽ mời bạn quay lại đằng sau nhìn ba hình ảnh của bạn trên màn hình của chúng tôi. Và bạn sẽ là người lựa chọn xem bạn cảm thấy hình ảnh nào hay là phong cách ăn mặc nào mà bạn cảm thấy thích nhất và phù hợp nhất với bạn nhé. Xin mời. Đúng không? À. Ngọc Anh nè, hãy quay lại đây và nói cho chúng tôi biết là trong ba phong cách đó thì bạn cảm thấy ưng ý nhất với phong cách nào? Em ưng ý nhất với phong cách bây giờ đây ạ, đang mặc ạ. Vì nó, em cảm thấy nó nữ tính nhất và em cảm thấy mềm mại nhất ạ. Nữ tính mềm mại đúng không? Nên là bạn hãy đứng đây quay ra phía máy quay một chút để cho tất cả khán giả truyền hình có thể nhìn thấy bạn một cách rõ ràng hơn. Và bạn có cảm thấy là sau khi đến với sự thời trang ngày hôm nay thì bạn có thay đổi một suy nghĩ gì hay là có rút ra được những kinh nghiệm gì cho riêng mình không? Với em thì ít nhất là từ lời khuyên của giám đốc sáng tạo ban đầu ấy, là nên biết tự biết chăm chút và làm đẹp cho mình từ làn da đến mái tóc, và cũng dám thử nghiệm những chiếc váy mà mình thích để cảm cho mình nữ tính hơn. Thử nghiệm nhiều hơn nữa đúng không? Và tôi tin chắc rằng là bố mẹ bạn khi nhìn thấy bạn ở trong bộ trang phục này thì cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng và tự hào vì có một người con gái xinh như bạn. Và khán giả truyền hình thân mến, có lẽ rằng là bố mẹ nào thì cũng yêu thương con cả. Và với bất cứ một sự định hướng nào từ phía các bậc phụ huynh thì chúng tôi nghĩ rằng là họ đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho các con. Và đối với những người con đã lớn như thế này rồi thì tôi nghĩ rằng là bạn hoàn toàn có thể tự lập và tự định hướng cho mình những cái phong cách ăn mặc mà bạn cảm thấy thoải mái ở trong đó. Tôi tin rằng bạn vui thì bố mẹ bạn cũng sẽ vui thôi. Cảm ơn Ngọc Anh đã đến tham dự với Xưởng Thời Trang. Khán giả truyền hình thân mến, và chúng ta cũng sẽ khép lại số này của Xưởng Thời Trang. Tôi là Tú Anh, xin chào và hẹn gặp lại.